Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Altis. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 9 vạn km thôi các bạn ạ. Phiên bản 1.8 số tự động. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, tất cả là còn nguyên bản này. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Keo chỉ, máy móc, tất cả còn nguyên bản và không tai nạn, không ngập nước gì cả các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8 số tự động 2015 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 số tự động sản xuất năm 2015, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Và trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe 2015 này các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy luôn đấy ạ, nước sơn zin của xe, nước sơn zin cũng còn rất là nhiều các bạn nhé, và không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, cho nên là cái nền rất là đẹp đây các bạn này. Chiếc xe này là màu bạc các bạn nhé, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ở những chiếc xe Toyota Altis thì là gần như là các chủ xe đi đều giữ gìn các bạn ạ. Gần như là các công chức nhà nước sử dụng những chiếc xe này, chứ không có chiếc xe nào mà mua Altis về để chạy dịch vụ cả các bạn ạ. Cho nên là còn rất là đẹp này. Nhìn phần nước sơn, đây là cái phần sườn bên phụ các bạn thấy đây ạ. Cái nền rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, toàn bộ cái phần nền bên phụ này. Đấy, và cái phần nền bên lái đây các bạn này, đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Cái cabo sơn zin nguyên bản này, tai cũng còn nguyên luôn các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2015, tính ra là cũng là 8 năm sử dụng rồi các bạn ạ. Và còn rất là mới, rất là đẹp, mỗi một năm chạy hơn 1 vạn thôi, tức là bây giờ là hơn 9 vạn km rồi. Đấy, rất là đẹp. Và ở những chiếc xe Altis thì phiên bản số tự động này thì xe đã được trang bị đầy đủ các option rồi. Đấy, la răng đúc mặt phay R16 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đằng sau bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Những cái phần cốp sau sơn zin còn nguyên bản này, hông này sơn zin nguyên bản này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn xem nhé. Đấy, cả về cái phần sườn các bạn xem này, nước sơn là còn zin còn nguyên bản hết này. Đấy, và nhìn đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn hậu này rất là đẹp này. Từ 2015 thì xe được đèn hậu này cũng là đèn led rồi này. Đấy, đèn led này, cụm đèn hậu rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này led luôn, đèn hậu là đèn led rồi này. Toyota Corolla Altis, bác chủ xe đi chiếc xe này là toàn để trong nhà thôi các bạn này, đi rất giữ gìn cho nên là cái chữ còn rất mới này. Đấy, chữ này, logo này. Đấy, các bạn xem này, toàn bộ những cái này là đều rất mới này các bạn nhé. 2015, tính ra là 8 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe này để trong nhà cho nên là cái logo rất đẹp luôn các bạn ạ, chưa có bị ố yếc gì cả đây. Những cái nẹp chrome này mới đều hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Đấy, từ những cái này này các bạn xem là những chiếc xe mà hay để ngoài trời ấy, là những cái này nó bị ố. Đấy, những cái này nó sẽ bị ố này, ố nước mưa. Đấy, như chiếc xe này là bác chủ xe để trong nhà. Đấy, chủ xe này là tôi mua đồ của bác chủ xe này, nhà rất là rộng, nhà ở biệt thự dưới mặt đất cho nên là rất đẹp luôn các bạn ạ, để xe trong nhà. Đấy, và đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết cả luôn các bạn này. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương luôn các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu này, gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Động cơ thì đua VVTi rồi này. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha cũng rất là đẹp luôn, cụm đèn pha rất mới này.
để những chiếc xe để ở trong nhà, không phải để ngoài trời, thì những cái phần nhựa này, những cái phần chrome đều rất là mới, rất sáng. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất là mới luôn các bạn nhá. Đèn gầm, đèn pha đều rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhá. Đấy, toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe đều rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp thì cũng còn rất là dày. Dàn lốp này là dàn lốp Michelin rồi các bạn nhá. Đấy, lốp Michelin này, la răng đúc này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. La răng đúc mặt phay các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Lốp này Michelin luôn này, la răng đúc này, la răng đúc mặt phay luôn các bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem